Truyền thông phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không được các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không được các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được biết đến với phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Trong đó, liệu pháp ngâm chân và xoa bóp bàn chân đóng vai trò quan trọng. Liệu pháp này không chỉ giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, hỗ trợ quá trình điều trị ung thư. Sự thư giãn tuyệt vời khi bước vào phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Các bệnh nhân ung thư sẽ được chào đón bởi bầu không khí ấm áp, yên bình, tiếng nhạc du dương, mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng, cùng ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, giúp xua tan đi căng thẳng và lo âu. Liệu pháp ngâm chân và xoa bóp bàn chân được thực hiện bởi đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên có kinh nghiệm và tận tâm. Các tác động nhẹ nhàng, uyển chuyển, giúp giải tỏa căng cơ, giảm đau nhức, mang đến cảm giác thư giãn sâu sắc cho bệnh nhân. Tác dụng xoa bóp bàn chân được ví như bản đồ phản xạ của cơ thể. Bằng cách tác động vào các huyệt đạo trên bàn chân, liệu pháp xoa bóp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kích thích lưu thông khí huyết, giúp máu lưu thông tốt, cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho các tế bào trong cơ thể, từ đó nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Giảm đau nhức, massage giúp giải phóng các nút thắt cơ bắp, giảm đau, nhức mỏi, đặc biệt là các cơ có tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị. Cải thiện tâm trạng, liệu pháp xoa bóp giúp kích thích sản sinh endorphin và hormone, tạo cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, từ đó giảm bớt căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng cho bệnh nhân. Tăng cường hệ miễn dịch. Khi cơ thể thư giãn, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường, giúp cơ thể chống lại bệnh tật tốt hơn. Hỗ trợ điều trị ung thư, kết hợp các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư khác. Liệu pháp ngâm chân và xoa bóp bàn chân tại phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư, giảm tác dụng phụ của hóa trị liệu và xạ trị. Liệu pháp giúp giảm bớt các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, rụng tóc, mệt mỏi, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi cơ thể được thư giãn, giảm đau nhức và tâm trạng được cải thiện, bệnh nhân sẽ có thêm năng lượng và tinh thần để chiến đấu với bệnh tật, kéo dài sự sống. Theo một số nghiên cứu, liệu pháp xoa bóp bàn chân có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám cha thường Nguyễn Thương cho không để thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là địa chỉ uy tín tin cậy, mang đến cho bệnh nhân ung thư sự thư giãn và hy vọng trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Liệu pháp ngâm chân và xoa bóp bàn chân tại đây không chỉ giúp giảm đau nhức, cải thiện tâm trạng mà còn hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thảo dược, vậy mà người ơi
xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.